Sa thủ lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Giác Mẫn, thượng tọa Phúc Tân cùng chư tôn đức, cùng rừng thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái con đường hoằng pháp của Đức Phật. Chúng sinh ở trong đời có cái duyên nghiệp khác nhau, và những cái căn bệnh phiền não thì cũng khác nhau. Mỗi một người có một cái số phận, một cái hoàn cảnh tùy theo cái duyên nghiệp của họ. Kể cả những vị ở kiếp chót có đủ khả năng để lãnh hội chân lý giác ngộ, nhưng mà bản thân của các vị đó cũng có những cái điểm khác nhau. Cho nên cái phương tiện giáo hóa của Đức Phật phải đa dạng. Khi thì Ngài thuyết pháp trực tiếp, có khi thì Ngài phải dùng đến cái phương tiện cảnh gợi ý, có khi thì Ngài giảng cho nghe về cái tiền nghiệp của họ, vân vân. Đến cuối cùng thì tất cả những người đó họ đều giác ngộ về cái con đường giải thoát luân hồi. Chúng ta đọc trong cái kho tàng kinh điển bên mông, chúng ta sẽ thấy ghi lại rất nhiều câu chuyện, mà qua đó chúng ta thấy cái tâm đại bi vô lượng của Đức Phật trong sự giáo hóa chúng sanh như thế nào. Tất nhiên ở trong cái phạm vi của giáo trình thì chúng ta chỉ học một phần nào đó, chứ chúng ta không có học hết về cuộc đời của Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp, với những bài pháp chi tiết, với những cái cảnh ngộ chi tiết. Hôm nay thì chúng ta học một phần giáo hóa với nhiều phương tiện, sẽ còn tiếp tục. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho bài học, sau đó xin khung thỉnh thượng tọa giảng sư là thượng tọa Giác Đẳng giảng giải cho cái phần này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa tuệ sư. Dạ, con xin phép được đọc. Môn học Phật pháp cơ bản, bài 12, giáo hóa với nhiều phương tiện, phần 1. Đức Thế Tôn là Phật, là bậc giác ngộ và khai ngộ chúng sanh hiểu rõ lẽ thật. Lãnh hội sự thật không đơn giản như phát khởi lòng tin ở thần linh hay cá nhân nào đó. Chúng sanh vốn dị biệt về căn cơ, không đồng đẳng về phúc đức, đa dạng trong khả năng nhận thức. Để chuyển hóa và khai ngộ cuộc đời, Đức Phật đã phải dùng rất nhiều phương tiện khác nhau. Bá gia thì bá tánh, muôn người thì muôn bệnh, trăm cái khổ không cái nào giống cái nào. Kho tàng mênh mông của ghi lại rất nhiều câu chuyện mà qua đó cho thấy được tâm đại bi vô lượng của Đức Thế Tôn trong sự giáo hóa chúng sanh ngộ nhập tri kiến giải thoát. Mặc cảm với sự thật, một số lớn chúng sanh không hiểu được sự thật không phải vì thiếu trí tuệ mà do mặc cảm với sự thật. Người ta chỉ muốn nghe những điều thuận tai hợp ý với sở thích hay khuynh hướng cố hữu. Khi đang tuổi thanh xuân hoặc trong thời vận hanh thông của sự nghiệp, rất khó để nghe và hiểu về bản chất vô thường của cuộc sống. Khema là thước phi của vua Bimbisara, nổi tiếng với sắc đẹp nguyệt thẹn hoa nhường, luôn dị ứng khi nghe tới những lời dạy của Đức Phật. Lý do đơn giản là vị hoàng phi này được nghe những cung nhân nói lại là Đức Thế Tôn dạy về bản chất bất tịnh, vô thường, khổ vô ngã của thân tâm. Dù được khuyến khích nhiều lần, nhưng Khema luôn né tránh, không bao giờ muốn nghe pháp của Đức Phật. Vua Bimbisara biết vị hoàng phi này ưa thích thi ca và thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, nên cho các văn nhân thi sĩ sáng tác những bài thơ và ca từ mô tả cảnh đẹp của Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi Đức Phật và Chư Tăng cư trú. Điều này đã khiến hoàng phi tìm đến chùa để ngoạn cảnh, nhưng chỉ đứng xa nhìn Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho hội chúng. Biết hoàng phi Khema không muốn nghe pháp, Đức Phật đã hiển hóa thần thông, tạo cảnh tượng hai thiếu nữ xuân sắc hoạt hầu trong phút chốc trở thành già nua và trở thành xác chết. Hình ảnh vô thường hiện ra ngay trước mắt, dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sáng tuệ giác ở vị hoàng phi này, bà tỉnh ngộ xin xuất gia, sau này trở thành bậc đệ nhất trí tuệ trong hội chúng tỳ kheo ni. Tưởng là thật, nhưng thật chỉ là tưởng. Bà Hí Giá vốn là một đạo sĩ bất đắc dĩ, nhưng do sự sùng kính của dân chúng, sau này tin thật là mình đã chứng quả A-la-hán thanh tịnh cao quý. Tất cả chỉ vì ban đầu đi buôn bị đắm thuyền trôi dạt vào một bìa rừng, không mảnh vải che thân, phải lấy vỏ cây làm y phục tạm. Những người đi rừng gặp vị này ngỡ là đạo sĩ tu hành cao siêu nên đem lòng quy ngưỡng. Sự cung kính lễ bái của người đời đã khiến Bà Hí Giá lộng giả thành chân, đến đổi sau này của mình là đạo sĩ đã đắc đạo. Nhờ túc duyên tiền kiếp, Bà Hí Giá được cảnh tỉnh và lên đường đến Savatthi gặp Đức Phật để cầu mong khai thị. Do duyên và nghiệp quá khứ, vị này gặp Đức Thế Tôn khi Ngài đang đi khất thực. Tuy vậy, vẫn một mực khẩn khoản cầu pháp khai tâm, Đức Phật đã dùng một lời dạy ngắn gọn dạy về thiền quán, tuy sự hướng dẫn câu động, nhưng quá đủ để Bà Hí Giá giác ngộ. Điều mà Đức Phật dạy là sự quán chiếu minh sát vượt ngoài tất cả định kiến, thành kiến cố hữu. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy này Bà Hí Giá, ông cần phải học tập, vì rằng này Bà Hí Giá, nếu với ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy này Bà Hí Giá, ông không là chỗ ấy,
vì rằng này Bahiya, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Chỉ chừng đó đã khiến Bahiya vĩnh viễn không còn ảo tưởng về cá nhân, về cuộc sống và về bản chất thật của thế gian. Đau khổ quá nhiều về sự thật nhưng vẫn chưa hiểu sự thật. Có rất nhiều người trải qua nhiều khổ nạn của cuộc sống với tâm trạng đầy đau khổ, nhưng không phải vì vậy mà liễu ngộ khổ đau. Đây là một sự thật khó hiểu của cuộc sống. Một khi còn đau khổ thì có nghĩa là chưa hiểu rõ bản chất của khổ đau. Cũng như một người còn phiền muộn với thời tiết nóng lạnh đổi thay, có nghĩa là chưa chấp nhận được nóng lạnh vốn là tự nhiên của khí trời. Bhattacharya vốn là một tiểu thư con cưng của gia đình giàu có, trải qua nhiều khổ nạn trong thời gian ngắn nên hóa thành điên loạn. Ban đầu là chồng chết, rồi hai yêu quý cũng chết, tất cả do một cơn giông bão. Cũng chính thiên tai này đã khiến cho cha mẹ của nàng cũng mất mạng. Khổ đau chồng lên đau khổ đã khiến Bhattacharya cuồng tâm loạn trí. Nàng lang thang trên đường phố, tự xé nách xin y với tâm tư điên loạn, như tốt duyên quá khứ đưa đẩy nàng đến kỳ viên tịnh xá. Đức đại bi của Phật khiến nàng lắng dịu và lắng nghe pháp ngữ. Đức Phật đã hỏi Bhattacharya rằng, con có biết nước mắt đã khóc vì sanh ly tử biệt từ vô lượng kiếp nhiều như nước đại dương. Câu hỏi đó khiến nàng tỏ ngộ. Sau khi xuất gia trở thành tỳ kheo ni, Bhattacharya trở thành một đệ tử lõi lạc, một đệ tử Phật lõi lạc, hóa độ rất nhiều người, vực dậy từ những đau thương. Còn tiếp, biên soạn giáo trình tỳ kheo Giác Đẳng, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Thượng Tọa Thầy Sư, đại lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, tiếp theo chương nói về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta đi đến một phần mà tương đối là khó nhất và cũng dài nhất. Đó là nói về những phương tiện mà Đức Thế Tôn khai ngộ chúng sinh trong cuộc đời này. Sở dĩ gọi là khó nhất là bởi vì đây là một đề tài mà có rất là nhiều câu chuyện, nhiều giai thoại mà chúng ta phải tuyển lựa ra. Nếu ai đã đọc vào trong kinh điển thì thấy rằng chỉ riêng trong kinh Tạng thôi là chúng ta đã thấy không biết bao nhiêu là chuyện tích mà qua những câu chuyện này chúng ta thấy được cái khổ công của Đức Phật trong việc giảng dạy giáo pháp, thay thị chúng sinh. Ở trong bài dẫn nhập, chúng tôi có viết một câu, mà câu này là chúng tôi vốn nghe lại từ lời nói của Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài nói rằng người niên đó có một câu thành ngữ là ở đời có trăm cái khổ mà không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Câu nói đó nghe như là một thành ngữ, nhưng mà kỳ thực lại là một câu nói rất là chân xác
về chúng sanh ở trong cõi đời này. Điều này có nghĩa là mỗi mỗi chúng ta tuy rằng cũng đi chùa, tuy rằng cũng vào trong lớp Phật Pháp để học, tuy rằng cũng đọc những trang kinh, nhưng mà chắc chắn rằng mỗi người lãnh hội Phật Pháp từ một cái vị thế khác biệt, từ một cái góc nhìn mà không ai giống ai hết. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có cái nghiệp riêng, chúng ta có cái duyên riêng, và chúng ta có cái căn tính không độc đẳng. Thật ra thì chúng tôi hơi lúng túng một chút là không biết là phải lựa chọn thế nào. Cuối cùng rồi thì đã quyết định chỉ lấy có 12 câu chuyện, mà hôm nay chúng ta sẽ đi vào 3 câu chuyện. 12 câu chuyện này tạm gọi là tiêu biểu, nhưng mà chúng tôi thưa rằng cũng không có đủ vào đâu hết. Để chúng ta có thể cảm nhận một cách trọn vẹn về những cái phương tiện giáo hóa của Đức Thế Tôn trong cuộc đời này, đối với muôn vạn chúng sanh, từ chư thiên đến nhân loại. Ngài là bậc Samma Sambuddho, chánh biến tri. Ngài biết rõ và biết tất cả. Chẳng như vậy mà Ngài còn là vị Anuttaru Purisadamasara, tức là bậc vô thượng điều nữ, là một bậc có cái khả năng để giáo dục, hướng dẫn cho muôn vạn chúng sinh với nhiều căn tính khác nhau. Chẳng như vậy mà Đức Thế Tôn còn là bậc Sattha Deva Manusana, là bậc thiên nhân chi đạo sư, hay là bậc thầy của trời người. Chúng sinh trong đời này, khoan nói đến chư thiên, chỉ riêng loài người, khoan nói đến là những người khác biệt do cái giai cấp, do cái văn hóa trình độ, mà chúng ta nói về căn tánh thôi. Hai đệ tử Phật đều là bậc lỗi lạc. Một là Sariputta, một là Moggallana. Hai người bạn chí thân. Nhưng mà khi đến với giáo pháp Đức Phật, mặc dù cả hai bậc thánh Tu Đà Quần, cả hai đều đầy đủ ba la mật, nhưng mà cái hướng tu và sự thành tựu vẫn có khác biệt. Mặc dù điểm đến thì cả hai ngài đều là hoàn toàn giác ngộ giải thoát, là một câu phần giải thoát, có đầy đủ những cái sự thành tựu cao quý trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà rõ ràng là trong cái hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên không giống nhau. Và Đức Phật phải sử dụng hai phương cách khác nhau để khai thị cho hai vị đại đệ tử này. Đó chỉ là một ở trong muôn ngàn thí dụ để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, làm cho người khác chỉ tin, mà nhất là tin một cách mù quáng, thì rất dễ. Người ta chỉ cần làm một cuộc tuyên truyền, khéo tuyên truyền, thì có thể lôi cuốn cả hàng triệu, hàng trăm triệu người theo. Ngày nay, nhân loại đã bàng hoàng khi mà thấy rằng những cái mạng xã hội như là Facebook, chỉ cần có một số sự chi phối của quyền lợi tiền bạc và cái kỹ thuật, thì có khả năng dẫn dắt quần chúng tin một cách điên cuồng, tin một cách bất chấp vào những điều gì đó. Thí dụ như là ngay cả thời đại dịch có bao nhiêu người chết, nhưng mà người ta vẫn không tin rằng COVID có thật. Thì chúng ta thấy rằng
cái chuyện tuyên truyền để tác động người ta tin thôi đó, thì thật sự nó dễ lắm. Nhưng mà để người ta hiểu và hiểu rõ, hiểu thực, và nhất là hiểu rõ hiểu thực về bản thân của mình, thì chuyện đó không phải dễ. Chúng tôi nhớ trong đời là có một người mà là nha sĩ, có trình độ văn hóa. Vì mà khi người vợ chết đã hỏi chúng tôi rằng: thầy cho con biết là con bây giờ ở đâu. Chúng tôi nói rằng chuyện đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Là một vị nhà sư thì chỉ có thể nói thôi trong kinh điển, là một người chết đi thì đi theo cái nghiệp của mình. Và điều mà chúng ta đang làm là chúng ta làm những gì mà một người thân có thể làm cho một người thân quá vãng, là tạo phước hồi hướng. Còn người đó đi đâu, sanh làm chúng sanh thế nào, thì chuyện đó phải là những bậc có thần thông như là Đức Phật và các đại tử với vị trực. Câu trả lời rất thật của chúng tôi đó thì làm cho người đó thất vọng. Và sau này người đó tìm đến một nhà sư khác. Nhà sư đó nói rằng vợ của anh đã sanh về chỗ đó như vậy đó. Thì vị này lại tức. Và từ cái niềm tin đó là vị này lại đi xa hơn. Sau này trở thành một người Phật theo Mật Tông Tây Tạng. Bởi vì vị đó tin rằng chư Tăng Mật Tông đó có thể biết và có thể chỉ cho cái cảnh giới tái sanh của người vợ của mình và cái gì xảy ra sau khi chết. Chúng tôi thì không phải một lần trải qua những kinh nghiệm như vậy mà có rất nhiều lần. Ở trong đời này, cái gì mình nói thật, mình nói thiệt thì người ta rất khó tin. Nhưng mà cái gì mê tín vẻ vời, cái gì khiến cho người ta tin một cách mù quáng thì chuyện đó dễ lắm. Đời sống là như vậy. Xin nhớ nhắc điều này để tất cả chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật đi vào trong cuộc đời chỉ làm cho chúng ta tin, chỉ làm cho chúng ta sợ, thì chỉ cần thi triển thần thông, chỉ cần tạo nên cái thế lực, chỉ cần tạo nên một cái hình ảnh, và hình ảnh đó có sức thuyết phục đối với thường tình, thì người ta dễ dàng để theo lắm. Đức Thế Tôn đã không làm như vậy. Ngài có những đệ tử mà thuộc hàng vua chúa, như là vua Bimbisara, vua Pasenadi, là những vị vua bậc nhất, quyền lực nhất thời bấy giờ. Nhưng mà Đức Phật Ngài chưa bao giờ dựa vào thanh thế của một vị vua nào để tạo sự ảnh hưởng của quần chúng. Ngài có những đệ tử mà có thể nói rằng kinh thiên động địa, không ai hơn được về thần lực. Không nói đến Ngài Mahamoggallana, mà chúng ta nói là nhiều vị khác nữa. Nhưng mà Ngài chưa bao giờ xem những cái huyền thuật, những thần thông để làm phương tiện giáo hóa. Điều mà Đức Thế Tôn vẫn thường làm là Ngài dùng giáo pháp, là những lời dạy chân thực, làm sao cho chúng sinh được hiểu và giác ngộ. Điều này không đơn giản, không đơn giản chút nào hết. Hàng triệu người có thể điên cuồng chạy theo một cao trào nào đó. Thí dụ như là cao vệ binh đỏ ở trong cuộc cách mạng văn hóa ở tại Hoa Lục vào thập niên 60-70 chẳng hạn. Người ta có thể tạo ra cả một trào lưu xã hội như hiện nay là nhân loại đang sống và lệ thuộc vào Internet và những mạng xã hội. Người ta có thể làm ra những sản phẩm mà đầy chất mê hoặc. Thí dụ như là điện thoại thông minh đã chinh phục cả thế giới hôm nay. Nhưng mà thưa quý vị, những điều đó, những ảnh hưởng đó, nó hoàn toàn khác với sự việc là dùng sự giáo dục căn bản để
khai thị tâm tư của con người. Con người mà để có thể mở lòng ra, để có thể hiểu, hiểu một cách khách quan, hiểu một cách trung thực, hiểu một cách chân chính, không phải là chuyện dễ. Không phải chuyện dễ chút nào hết. Chúng ta thấy trong lịch sử của nhân loại, từ những cái đế quốc mà một sớm một chiều mở mang bờ cõi rộng lớn như là đế quốc Mông Cổ, hay hoặc giả là có những cái chiếc đôi văn hóa mà ảnh hưởng cả một trời Tây như nền văn hóa La Hy, hay hoặc giả là những cái nền tín ngưỡng ăn sâu vào trong tâm khảm của con người như là Bà La Môn giáo ở tại Ấn Độ hay Lão giáo ở đại Trung Hoa. Thật ra thì rất là dễ dàng để chinh phục quần chúng, dễ lắm. Nếu con người được tác động bằng niềm tin mù quáng, nếu con người mà được tác động bởi những cái xu thế, những trào lưu nhất thời, thì thưa quý vị, chúng ta giống như câu nói là loài người là một bầy cá mè, một con nhảy thì những con khác cũng nhảy theo. Nhưng mà để có thể đi xa, sống một mình, ngồi yên lặng, mình đối diện với chính mình, và từ đó để hiểu, để chợt nhận ra cái ảo tưởng ở tự thân mình, cái nhận thức sai lầm ở chính mình, thì chuyện đó không đơn giản. Nó không hoàn toàn không đơn giản. Và chúng ta phải đứng từ cái góc nhìn này để chúng ta hiểu rằng tại sao Đức Thế Tôn rất là vất vả để phải khai thị cho rất nhiều chúng sanh trong cuộc đời này. Thật ra thì như chúng tôi nói với quý vị rằng, khi mình chọn đề tài này và 7-8 tiếng đồng hồ trước đó, sư tự tri có gọi điện thoại chúng tôi, sư tự tri xin bài sớm. Nhưng mà khi chúng tôi chọn lựa đề tài ngày hôm nay là phương tiện giáo hóa, thì thưa quý vị, mãi cho đến gần tới giờ học 2-3 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới có đồ quyết định được là lựa chọn những gì được đem ra trong bài học ngày hôm nay. Không phải là chúng ta thiếu những câu chuyện này, nhưng mà thưa quý vị, để chắc lọc, và trong vô số những mẫu chuyện, những mẫu chuyện này mà nếu quý vị có dịp ngồi nghe Chư Tăng kể thì chúng ta nghe nhiều lắm. Có những chuyện quý vị có thể nghe lại cả hàng chục, hàng trăm lần. Và cả ba câu chuyện mà chúng tôi kể quý vị nghe ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng tất cả quý Phật tử đều đã nghe rất là nhiều lần. Nhưng mà chúng tôi chỉ chọn lấy 12 câu chuyện làm tiêu biểu cho cái đề tài là phương tiện giáo hóa. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng 12 câu chuyện này thực sự nhắc nhở cho chúng ta thấy là con đường giáo dục nó không phải là một cái con đường dễ dàng, nhưng mà đó là con đường mà Đức Phật khuyến khích. Và trong sự giáo dục của người đó, thì con người phải được đối xử là con người, cho con người không phải chỉ đối xử như một cái sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Tức là 1 triệu người tính thì 1 triệu người giống nhau, không phải như vậy. Mỗi chúng ta là một cá thể đặc biệt, không ai giống ai. Chúng ta khác biệt hoàn toàn với người khác về quá khứ, về văn hóa, về trình độ, về căn cơ, về cái nhìn. Mặc dù không dễ dàng để có thể chuyển hóa bằng con đường giáo dục, nhưng mà đó là con đường duy nhất. Nếu con người đi theo vì sợ hãi, nếu con người đi theo một điều gì đó vì mua chuộc, nếu con người đi theo cái gì đó vì mê tín, thì cái đó không phải là giác ngộ. Cái đó là sự mê hoặc, cái đó là sự tuân phục, cái đó sự mù quáng và sự giác ngộ. Nó phải là một cái tâm thái
khinh an, sáng suốt, đủ tỉnh táo để hiểu, để biết và để thay đổi. Việc này khó, không dễ, hoàn toàn không dễ. Thứ vị câu chuyện đầu tiên cũng là một câu chuyện mà quý vị đã nghe không biết bao nhiêu lần. Đó là câu chuyện về mặc cảm với sự thật. Nghe câu chuyện này thì nếu mới nghe đề tài mặc cảm với sự thật thì có lẽ chúng ta lại hình dung đến một con người nào đó bị mù quệ lòa, đuôi điếc, câm ngọng rồi có mặc cảm. Không phải. Câu chuyện ở đây không phải là một con người bất hạnh. Ở đây chúng ta nói về một con người mà tài mạo vẹn toàn, với một ngoại hình là một giai nhân tuyệt sắc, và với một trí tuệ thuộc hàng bậc nhất ở trong nữ lưu thời bấy giờ. Đó là Hoàng Phi Khê Ma. Hoàng Phi này rất đẹp và rất được sủng ái với vua Bimbisara. Vua Bimbisara là một đệ tử Phật. Nhà vua yêu mến Hoàng Phi Khê Ma bao nhiêu thì nhà vua lại càng mong mỏi Hoàng Phi này được gặp Đức Phật, được nghe Pháp và được trở thành đệ tử Phật. Bởi vì đối với vua Bimbisara thì Đức Phật là nguồn sáng, Đức Phật là nơi nương tựa. Và vị vua này muốn rằng những người thân thương trong cuộc đời mình cũng được cái diễm phúc như vậy. Nhưng Hoàng Phi Khê Ma, Hoàng Phi Khê thì lại không muốn đi gặp Phật, không muốn nghe Pháp, và không bao giờ muốn đặt chân vào Trúc Lâm Tịnh Xá. Bởi vì lý do đơn giản là vị Hoàng Phi Phô Phi này qua cái sự tò mò hỏi thăm rồi, những cung nhân ở trong hoàng cung từng đi nghe Pháp đã nói cho Hoàng Phi biết hai điều. Một là Đức Phật ngài không tán thán cái sắc đẹp ngoại hình, và thứ hai là Đức Phật có một cái sức hút rất lớn. Và khi nghe hai điều này thì Hoàng Phi hoàn toàn không có thiện cảm mà cũng không muốn nghe Pháp từ Đức Phật. Bởi vì bản thân là người rất là chuộng nhan sắc, bản thân là một người rất là hạnh phúc, rất là hãnh diện về sắc đẹp của mình. Và dĩ nhiên là Hoàng Phi không muốn đến gặp một vị đạo sư mà vị đó nói về tính cách phù du của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sục lạc. Chúng ta phải nói rằng vị Hoàng Phi này không phải chỉ có sắc đẹp, không phải chỉ có trí tuệ, mà vị Hoàng Phi này còn có một thứ mà trong cuộc đời này ít có người có, đó là cái túc dịch hay là cái phúc duyên rất là tốt từ quá khứ. Tốt lắm. Là một vị Hoàng Phi được nhà vua sủng ái rồi mà lại được nhà vua thường nghĩ rằng làm sao cho cái người thân yêu nhất của mình hiểu được, biết được chánh pháp, quy y Tam Bảo. Vua Bình Sa Vương, tức là vua Bimbisara, đã sử dụng một cái phương cách rất là thú vị. Nhà vua mời những văn nhân mặc khách sáng tác những bài thơ, những ca từ để ca ngợi cảnh đẹp của chùa Trúc Lâm. Bởi vì nhà vua biết được rằng Hoàng Phi Khê Ma ưa thích văn chương và đồng thời cũng rất là thưởng lãm danh lam thắng cảnh. Và từ những cái bài thơ, những cái ca từ được ngâm, được phổ nhạc và được hát lên trong thành Vương Xá như là những bản đồng giao, và những lời thơ này
đã đến tay của Hoàng Phi Khe Ma. Bà lại cũng tò mò, từ lúc vào cung tới giờ thì có nghe nói đến Ngự Biên Veluvana hay là Trúc Viên? Có nghe nói đến đó là trước kia ngự rất là đẹp và sau này biến thành một ngôi tịnh xá, nhưng bà chưa bao giờ đặt chân đến đó. Và thật ra thì ai đã đến Vương Sát Thành rồi thì hiểu được rằng cái vị thế của Trúc Lâm không xa xuống đến ống bao nhiêu. Nằm ngay giữa vùng đất kinh kỳ, một cái ngôi danh lam thắng cảnh, một nơi mà trước kia từng là ngự viên, và có thể nói rằng là một cái thắng cảnh đẹp nhất của vùng đất thần kinh bây giờ. Mình là Hoàng Phi mà không đến thăm thật là tiếc quá. Thì cuối cùng thưa quý vị, có lẽ một ngày đẹp trời Hoàng Phi đã rời Hoàng Cung để một mình kính đó đi đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Bà đến nó có một cái chủ tâm rất là rõ ràng, là đến đi ngắm cảnh rồi đi về, không muốn gặp Đức Phật và cũng không muốn nghe Pháp. Và bà đã cương quyết làm như vậy. Và đi một vòng nhận ra rằng phong cảnh của Trúc Lâm rất đẹp. Nhưng mà rồi với một tò mò, bà hướng về một cái giảng đường rất lớn. Ở trong đó đang có một hội chúng đông đảo và đang nghe Pháp. Và bà nghĩ rằng cái người thuyết Pháp không ai khác hơn là Đức Phật. Và cũng có một chút tò mò, bà tự nhủ là sẽ bước vào bên trong giảng đường, nhưng mà đứng thật xa để không nghe được âm thanh Đức Phật, mà chỉ quan sát Đức Phật là người thế nào, việc hồi chúng nghe Pháp ra sao. Và thấy được xong thì sẽ lặng lặng bước ra. Và bà đã làm điều đó, thưa quý vị. Bà đã kính đáo lặng lặng bước vào bên trong một giảng đường. Từ xa bà nhìn Đức Phật đang thuyết Pháp, và Đức Phật này cũng hiểu rằng Khe Ma đã đến và người này không muốn nghe Pháp. Nhưng mà Đức Phật này cũng không cố tình sử dụng pháp âm để cho bà nghe được, mà thưa quý vị, Ngài sử dụng một thứ khác mà ngày nay chúng ta gọi là visual art. Người ta nói rằng có hai thứ phương tiện là audio visual, mà chúng ta gọi là thính thị. Không thính thì thị, không nghe thì có thể thấy. Và Đức Thế Tôn đã sử dụng phương tiện. Phương tiện ngày hôm nay thì tương đối là dễ, nhưng mà ngày xưa phải dùng đến thần thông hiển hóa. Đó là Ngài biến hiện ra hình ảnh của hai thiếu nữ đứng bên cạnh Ngài để hoạt hồng. Có lẽ là điều mà Hoàng Phi Khe Ma để ý không phải là hội chúng nữa, và cũng không phải là Đức Phật nữa, mà bà nhận ra rằng mình tưởng là mình là người sắc đức hương trời, là người đẹp nhất ở trong vương quốc này, không ngờ lại còn có người đẹp hơn mình nữa. Và người phụ nữ đẹp thì rất là kiêu hãnh, nhưng mà bà phải nhận rằng đây là một người rất đẹp. Và cũng với năng lực thần thông của Đức Phật, thiếu nữ, hai thiếu nữ đang quạt hầu đó ở phút chốc như là một cuốn phim được chiếu rất nhanh. Hai người này, từ hai thiếu nữ trở thành hai người trung niên, rồi lão niên, rồi sau khi bị lão hóa rồi thì lại dẫn đến cái chết và ngã gục xuống và trở thành bột xương khô. Thật ra nếu ở trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, ngoại trừ chúng ta xem phim thì chúng ta không nói nhờ bên ngoài đó, mà chúng ta thấy cảnh tượng như vậy thì chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi rằng sao có cái chuyện gì lạ vậy, sao có một người mà mới thấy đó rồi bây giờ sắp chết, chắc là phải ảo thôi. Nhưng mà Hoàng Phi Khe Ma thì không. Đối với Hoàng Phi Khe Ma thì
bà lại là một người có một cái căn tính giác ngộ đã chín mùi, giống như Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta. Khi mà Ngài đi bốn cửa thành, thấy cảnh một người già, người bệnh, người chết và người xuất gia, thì nó đánh động tâm thức của Ngài ngay lập tức. Thì Hoàng Phi Khê Ma cũng tương tự như vậy. Bà không hỏi rằng tại sao có một hình ảnh đó xuất hiện, mà bà chỉ hỏi rằng mỹ nhân kiều diễm đó đã trải qua một hành trình của cuộc sống như vậy. Chuyện đó nó có thể riêng cho một người hay nó xảy ra với tất cả mọi người, và kể cả bản thân của mình. Và khi bà tự hỏi bằng câu đó, thì bà cũng tự có một câu hỏi rằng con người kiều diễm đó đã từng trải qua một buổi tuổi thanh xuân rất đẹp, rồi già, rồi chết, bây giờ biến thành xương khô. Và đó cũng là hành trình của chính mình, rồi mình cũng sẽ như vậy. Bà tự hỏi, bà tự trả lời, và bà không Đức Phật nói gì thêm. Mà bà cũng hiểu rằng bà là ai trong cuộc sống này. Chúng ta sanh ra, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Cuộc sống là như vậy. Chỉ thứ vì ngày hôm đó Vương Sát Thành là chứng kiến một câu chuyện. Một những câu chuyện rất là hiếm hoi thời bấy giờ. Đó là một hoàng phi ở trong tuổi thanh xuân, sắc đức hương trời, được vua sủng ái hết lòng, mà lại quỳ trước Đức Phật xin xuất gia trở thành tỳ kheo đi. Và chẳng những được Đức Phật chấp nhận, mà còn được vua Bình Sa Vương của Vimisara chấp nhận, và bà trở thành một đại đệ tử Phật, một bậc đệ nhất trí tuệ ở trong hàng tỳ kheo ni. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe chuyện Hoàng Phi Khê Ma như một câu chuyện cổ tích, như một cốt sự. Và chúng ta nghĩ rằng có thể đây là một câu chuyện đẹp, một giai thoại thiền. Nhưng mà qua câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy một điều rằng, cho dù mình là một người có trí tuệ, là một trí thức, là một người có sự hiểu biết, nhưng mà mỗi chúng ta đều sống với những mặc cảm trong lòng. Những mặc cảm đó đó là chúng ta hoàn toàn không muốn nghe cái gì đó mà nó ngược lại với cái khuynh hướng cố hữu của mình, với những ý nghĩ, với những cái thói quen, và đặc biệt là với những gì mà mình đang rất là tự hào, đang rất là hãnh diện. Mình là người trẻ thì không muốn ai nói đến cái tuổi già. Mình là người không muốn nghe ai nói sự vô thường. Mình là một người đang hạnh phúc. Mình không muốn nghe ai nói đến cái chuyện sống ở đời phải chịu sanh ly tử biệt. Chúng ta có rất nhiều cái mặc cảm đời sống. Những mặc cảm nó nói lên một điều rằng chúng ta có mặc cảm với sự thật. Và cái mặc cảm sự thật đó đã là một cái rào cản. Nó đã là một sự lẩn tránh muôn thuở khiến chúng ta không bao giờ muốn nghe điều này, nghe điều kia. Quý vị thấy rằng có những người họ xem phim đó, họ không thích bạo lực, đoạn nào bạo lực họ bỏ qua. Họ không thích những cái chuyện ngôn tình, những cái đoạn phim đoạn ngôn tình, họ fast forward. Họ không thích chuyện ma, chỗ nào kinh dị đó, thì họ bỏ đoạn này đi, họ coi đoạn khác. Nó không phải là, nó không phải là một cuốn phim mà chúng ta có thể fast forward được, chúng ta có thể bỏ qua từng khúc được. Mà cuộc sống đó, nó là một cuốn phim mà chúng ta phải mục kích từ đoạn đầu đến đoạn cuối. Mà dĩ nhiên có nhiều lúc chúng ta giống như một kẻ thơ là buổi tối sợ ba thì lại, cái gì sợ quá thì nhắm mắt lại, cái gì không muốn nghe thì bịt lỗ tai lại,
Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta né tránh được thực tại, mặc dù chúng ta rất mặc cảm với nó. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy rằng một bậc đại trí tuệ, một bậc căn cơ chín muồi, nhưng mà vẫn có mặc cảm với sự thật. Thật ra chúng ta nói đến vị đệ tử khác của Đức Phật, cũng là bậc đại trí tuệ đệ nhất ở bên hàng tỳ kheo, đó là Ngài Sariputta. Khi Ngài gặp Ngài Asachi, Ngài Asachi nói một câu là các pháp vô duyên mà sanh, cũng vô duyên mà diệt. Đức Phật bậc đại sa môn đã thuyết như vậy đó, thì Ngài mở lòng ra rồi đón nhận liền. Trong lúc đó đó, chúng ta thấy cũng một bậc đại trí tuệ, cũng một con người sống với tất cả những giây phút của cuộc đời, đó là Hoàng Phi Khe Ma, thì là một người rất là mặc cảm. Mặc cảm từ ban đầu, không muốn nghe pháp, không muốn bước chân vào, và không muốn mình tiếp xúc với giáo pháp, tại vì chúng ta có mặc cảm với sự thật. Thế nó cũng không dễ đâu, câu chuyện nó hoàn toàn không dễ. Chúng ta thử nghe một câu chuyện khác nói về cái phương tiện giáo hóa. Mà trong câu chuyện này thì thật ra Đức Phật Ngài vốn không có muốn nói, bởi vì nó không có đúng cái gọi là thời gian thích hợp. Nhưng rốt cuộc thì Ngài nói, và lời Ngài nói đã làm thay đổi lớn một con người. Con người này có một cái quá khứ rất là kỳ dị, không giống ai hết, là một thương buôn, đã đi buôn nhiều lần, lần nào thì cũng kiếm được những cái khoản lời to lớn, bởi vì đi buôn bằng thuyền, mang hàng hóa, chấp nhận phong ba bão tố, đi từ nơi này sang nơi khác. Và những món hàng mà mình mua đi bán lại tạo nên những cái lợi nhuận khổng lồ. Nhưng mà lần thứ bảy ra đi thì cũng là nghiệp duyên đưa đẩy, thì gặp phong ba bão tố, thuyền chìm, mọi người chết hết. Nhưng mà vị này lại có cái túc duyên đặc biệt là không chết, mà lại tấp vào ở trong một cái vùng đất quan. Khi mà tỉnh dậy thì biết rằng đó là bãi biển bên cạnh bìa rừng, rừng núi bạc ngàn. Và thưa quý vị, giữa phong ba bão tố thì khi mình bị tấp vào trong bờ thì hoàn toàn không mảnh vải che thân mà lõa lồ. Thì bây giờ biết làm gì bây giờ? Tìm trái cây để mà ăn cho đỡ đói. Nhưng mà rồi với cái thân thể lõa lồ đó, vị này lại đi tìm những cái vỏ cây và đập cho nó, dập ra cho nó mềm đi. Chúng ta biết là có những vỏ cây rừng mà nó mỏng và nó mềm, ví dụ cây bạch dương chẳng hạn. Tại vì này chầm những cái lá đó lại với nhau, tạo thành một cái y phục bằng vỏ cây. Và sau một thời gian sống ở trong rừng hoang như vậy, thì lại gặp một vài người đi rừng. Và những người đi rừng này ban đầu kinh hoảng, bởi vì tìm thấy một con người rất là dị hộm, mặc y phục bằng vỏ cây, sống ở trên rừng. Nhưng mà sau một vài cái câu trao đổi thì những người đi rừng biết rằng đây là một người sống ở trong rừng. Nhưng mà cái người thương buôn đó lại không muốn nói lên thân phận của mình, chỉ ậm ờ như là một người sống trong rừng thôi. Và điều này đã khiến cho những người đi rừng đó, họ tưởng vị thương buôn đó là một đạo sĩ sống ẩn dật, mai danh ẩn tích ở trong rừng sâu, và họ đem lòng kính phục vô cùng. Từ chỗ kính phục đó, họ lại báo cho những người khác trong làng mạc xa xôi đến để mà lễ bái cúng dường. Và cái vị thương buôn mà bây giờ vị đạo sĩ bất đắc dĩ đó, thì thấy rằng mình chưa nói gì, nhưng mà có bộ cái kiểu mình mặc
y phục bằng vỏ cây này nó tạo mình trở thành một ông đạo tiên phong cốt cách sao đó, mà người ta sùng kính như vậy. Và vị này chỉ lặng lặng nhận sự cúng dường mà không nói cho mọi người biết là tôi cũng là một thương buôn từng gặp nạn như vậy, rồi bây giờ phải mặc cái vỏ cây trầm thành quần áo như vậy, mà cứ lặng lẽ để đóng cái vai của một vị đạo sĩ tu ở trong rừng sống. Càng ngày càng có nhiều người tìm đến cúng dường, và qua cái cách ăn nói đạo phong cổ cách của vị thương buôn này thì người ta nghĩ rằng đây là một vị tu sĩ mà có đạo hạnh rất là cao. Cái sự sùng kính lâu ngày cũng khiến cho đạo sĩ này tên Bà Hy Giá cũng nghĩ mình chắc là mình lạ là A-la-hán thiệt tình. Nhưng mà thưa quý vị, theo trong kinh đó, thì vị này cũng có cái duyên lành rất là đặc biệt, đã được một quyến thuộc thời quá khứ sanh là vị chư thiên đó, đã báo mộng và nói rằng thật ra ông nên nghĩ kỹ lại thì ông không phải là A-la-hán đâu. Một vị A-la-hán thực sự thì đó là Đức Phật Gautama, ngài đang ở Xá Vệ, ở Savatthi. Hãy tìm đến đó, vì đó ngài là bậc A-la-hán thực sự và sẽ hướng dẫn cho ông đường trở thành bậc A-la-hán. Thì thưa quý vị, vị đạo sĩ bất đắc dĩ Bà Hy Giá đó, sau khi tỉnh giấc thì nghiệm ra một điều rằng chả lẽ mình cứ sống đóng cái vai giả, đạo sĩ giả này hoài, và thật sự là mình cũng muốn trở thành vị A-la-hán thực sự. Và vị này đã là một cuộc hành trình đến Xá Vệ. Và thưa quý vị, khi vị này đến gặp Đức Thế Tôn thì lúc đó Đức Thế Tôn đang đi khất thực. Như chúng ta đã nghe rất nhiều lần câu chuyện này, nó có một cái sự thôi thúc trong lòng do cái nghiệp xui khiến, nghiệp trong quá khứ, là Bà Hy Giá không có sống lâu được nữa. Sắp có một tai nạn xảy ra do cái nghiệp quá khứ. Nên Bà Hy Giá cứ khẩn khoản thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp, mặc dù Đức Phật đã nói rằng Như Lai đang thực không phải là thời điểm thích hợp để giảng dạy giáo pháp. Nhưng mà rồi Bà Hy Giá đã thỉnh cầu. Sau ba lần Đức Phật ngài đã hướng dẫn cho vị này sự tu tập và lời dạy của Đức Phật thì rất ngắn gọn, ngắn lắm. Đúng ra thì trong cái khuôn khổ của giáo trình chúng tôi thì không có soạn dài những câu chuyện, mà chỉ muốn soạn ngắn thôi. Nhưng mà riêng trong bài học này đó, thì có một số đoạn chúng tôi phải ghi lại nguyên văn, bởi vì những nguyên văn lời dạy của Đức Phật, qua đó chúng ta mới thấy là Đức Thế Tôn đã giáo hóa bằng cách nào. Chúng ta nhớ rằng Bà Hy Giá từ lộng giả thành chân để lừa gạt người khác thấy rằng mình là một đạo sĩ, nhưng mà sau đó dần dà từ cái sự lừa gạt người khác thì vị này đã gạt lấy chính mình và tưởng mình là một vị đạo sĩ thật sự, tưởng mình là một bậc thánh thật sự. Và một khi tỉnh ngộ nhận thấy rằng cái chuyện đó nó sẽ không đi về đâu, thì Bà Hy Giá đã tìm đến Đức Phật. Và khi tìm đến Đức Phật thì vị này đã nôn nóng muốn được nghe pháp, muốn được hiểu rằng cái chân pháp dẫn đến quả vị A-la-hán là gì. Và trong cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, chúng ta được biết rằng Đức Phật đã truyền cho Bà Hy Giá một sự hướng dẫn
cô độc, ngắn gọn. Và thưa quý vị, rất may mắn, hết sức may mắn là những gì Đức Phật giảng dạy đã được Tôn Giả Ananda thuộc lòng, kết tập và lưu lại cho đến ngày nay. Có lẽ khi chúng ta đọc những đoạn này, chúng ta không có cái tâm trạng hoan hỷ giống như Bài Hy Giá. Thậm chí chúng ta rất là hờ hững. Thậm chí chúng ta không có thấy được rằng tại sao những lời nói cô độc giản dị này lại thay đổi con người nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy đọc. Chúng ta hãy đọc. Và không chừng có một ngày nào đó, những lời dạy ngắn ngủi này sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều lắm ở trong cuộc sống tu tập. Trong cái thấy, chỉ thấy là thấy. Trong cái nghe, chỉ thấy là nghe. Trong cái thọ tưởng, chỉ thấy là thọ tưởng. Trong cái thức tri, chỉ thấy là thức tri. Này Bá Hy Giá, ông cần phải học tập. Đúng ra, ở đây là ông cần phải tu tập. Vì rằng, Này Bá Hy Giá, nếu trong cái thấy, chỉ thấy là thấy. Trong cái nghe, nghe. Trong cái thọ tưởng, chỉ thấy là cọ tưởng. Thọ tưởng trong cái thức tri, chỉ thấy là thức tri. Do vậy, Bá Hy Giá, ông không chỗ đó. À, ông không là chỗ đó. Nói một cách khác, nếu chúng ta dịch đến, chúng ta nói rằng thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, thọ tưởng chỉ thọ tưởng, thức tri là thức tri. Không thấy cái ngã, không thấy cái tự ngã trong chỗ đó. Yeah. Tức là nghe chỉ thấy là nghe thôi, chứ không có tự ngã nghe. Nói một cách khác là chỉ có nghe chứ không có người, chỉ có thấy không có người thấy, chỉ có thọ tưởng chứ không có người thọ tưởng, chỉ thức tri không có thức tri. Vì rằng Bá Hy Giá, ông không là đời này, không là đời sau, không là chặng giữa. Nói cách khác, nếu chúng ta dịch rõ hơn thì nói rằng vì rằng Này Bá Hy Giá, cái tự ngã không là đời này, không là đời sau, không là chặng giữa, không là đời trước, không đời sau, không đời hiện tại, nó không có chỗ nào có ngã hết. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Tại sao vậy? Tại vì cái khổ chúng ta đến từ tất cả những cái cô chấp. Đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta. Quá khứ, hiện tại, tương lai, sắc thọ tưởng hành thức trong quá khứ, sắc thọ tưởng thức trong hiện tại, sắc thọ tưởng thức trong vị lai. Thấy, nghe, thọ tưởng, thức tri trong quá khứ, trong hiện tại, vị lai. Đó là ta, là của ta, tự ngã của ta. Thì sinh đau khổ. Một khi mà mình không thấy rằng đó là của ta, là ta, tự ngã của ta, thì cái ta đó không có trong quá khứ, hiện tại, vị lai ở thọ tưởng. Thì như vậy đoạn tận khổ đau. Đức Phật chỉ dạy cái chuyện đó, nhưng không dễ nuốt, không dễ nuốt chút nào hết. Bây giờ thưa quý vị, với cái căn cơ chín muồi, từ cái chỗ Đức Phật dạy cho ông với những lời dạy rất là ngắn gọn, ông đã tìm đến một cái nơi thanh vắng không xa ở bên vệ đường và đã khai triển tuệ quán trên cái lời dạy của Đức Phật và đã thành tựu thánh quả. Vì do cái nghiệp quá khứ, ông đã bệnh chung, vì tôn giả này đã bệnh chung không lâu sau đó. Chúng ta lại nghe một trường hợp khác về một người lộng giả thành chân, thấy rằng tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là một đạo sĩ, tôi là một đạo sĩ khả kính, tôi là vị A-la-hán. Cái tôi đó, nó đã gắn liền trong tâm cảnh Bá Hy Giá. Và khi Bá Hy Giá muốn thoát ra, thì tất cả Bá Hy Giá biết thoát bằng cách nào? Chỉ biết rằng, tất cả những gì mà nghĩ rằng tôi là đạo sĩ, tôi là người cao quý, tôi là thánh nhân, đều là sự chấp kiến sai lầm hết. Nếu ông không nhận ra như vậy, ông đã không rời bỏ, ông không rời bỏ cái rừng nơi ông đang ở, ông đã không đi về xá vệ, ông đã không khẩn cầu
Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nhưng mà Đức Thế Tôn, Ngài đã khuyên ông nên nhìn lại, nhìn lại bản thân của mình. Và Ngài nhìn lại một cách khác. Không cần nhìn là A-la-hán, không nhìn là thánh nhân, không nhìn là thấp, không nhìn là cao. Mình chỉ nhìn là đây là thấy, đây là nghe, đây là thọ tưởng, đây là thức tri. Và tất cả những điều đó, thấy là thấy, nghe là nghe, thọ tưởng là thọ tưởng, thức tri là thức tri. Đừng có vẽ rắn thêm chân, đừng có nói rằng đó là ta, là của ta, tự ngã của ta. Và nếu trong quá khứ, hiện tại, vị lai mà không có cái thực hữu, không có cái tự ngã thì không có khổ đâu. Chuyện này khó đúc. Chúng ta luôn luôn hạnh phúc vì ngã chấp. Chúng ta luôn luôn hạnh phúc vì nghĩ rằng có một cái gọi là tôi. Do cái tôi đó, tôi thấy, có cái tôi đó là tôi nghe, có cái tôi đó là tôi thọ tưởng, có cái tôi thức trực. Nhưng bảo rằng do thấy có cái tôi đi kèm với những cái đó mà cho chúng ta khiến cho đau khổ. Do có cái tôi đó mà mình nghĩ rằng mình đã có mặt trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Do cái thấy cái tôi đó, đó mà chúng ta tiếp tục hiện hữu trong đau khổ. Thì ra đây chúng ta không hiểu nổi. Rất là khó. Khó lắm. Và đó là một phương tiện khác mà Đức Thế Tôn đã dùng để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta đã nói về một con người diễm phúc sống trong nhung lụa với tà bạo vẹn toàn như là Hoàng Phi Khê Ma. Chúng ta nói về một con người tuy rằng đạo sĩ mất đắc dĩ nhưng vẫn sống với một niềm sung sướng trong lòng, nghĩ rằng mình là thánh nhân. Khi gặp Đức Phật, Ngài dùng cái lời dạy để Ngài khai. Bây giờ chúng ta nói về một hình ảnh khác. Một hình ảnh của một con mà trong một thời gian rất ngắn phải trải qua quá nhiều khổ nạn. Câu chuyện đó là câu chuyện của Bhattacharya. Vốn là một tiểu thư khuê cát, đem lòng yêu thương một thanh niên, mà thanh niên lại là người làm công trong gia đình. Cha mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này, hai người đành phải bỏ nhà ra đi ở trong sự lén lút. Mà khi có thai rồi thì Bhattacharya là nhớ nhà, nhớ mẹ, muốn trở về. Nhưng mà rồi người chồng lại chẳng lại kịp và thuyết phục người vợ. Bởi vì về nhà thì cha mẹ sẽ không cho hai người tiếp tục sống vợ chồng. Có thể chấp nhận Bhattacharya, có thể chấp nhận đứa cháu ngoại, nhưng không chấp nhận chàng rể mà vốn là một người làm công trong nhà. Nhưng mà đến khi mang thai đứa con thứ hai thì Bhattacharya đã lợi dụng lúc chồng đi làm ở bên ngoài thì dắt con đầu lòng, bụng mang dạ chữa lên đường về làng tìm cha mẹ của mình. Đó là một ngày giông bão và cũng là một ngày mưa gió định mệnh. Ngày giông bão đó đã phủ lên cuộc đời của Bhattacharya trong cả hai ý nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Thì biết rất xấu một thai phụ dẫn đứa con nhỏ băng ngang một cánh rừng, rồi chồng của Bhattacharya lại khi về nhà biết được người vợ mình đã dắt con đi mà cũng biết rõ rằng người vợ đang đi về hướng cố hương của mình, nên người chồng cuối cùng, người chồng đau khổ đó đã tìm thấy được vợ, tìm thấy được đứa con
Thưa quý vị, thấy vợ con lạnh lẽo, người chồng lại đi kiếm củi về ở trong cái cơn bão đó để sưởi ấm cho vợ con. Không ai trong lúc đi tìm củi đó thì lại gặp cô rắn rắn cắn chết. Bhattacharya chờ hoài không thấy chồng trở lại và đi giáo giác tìm chung quanh thì lại tìm được người chồng. Xác đã thâm đen, biết rằng đã bị cái rắn độc cắn, là không biết phải làm gì, đành ngậm ngùi kéo một vài những cây phụ lại để đánh dấu nơi để di thể của chồng, rồi dắt con đi để lại sanh con. Giữ được tự mình phải xây sở, và bây giờ thì một mẹ hai con, một đứa bé mới chào đời và một đứa con nhỏ. Rỡ trong chuyện kể rằng không phải chỉ có giông bão mà còn có mưa to, là bắt buộc phải băng ngang một dòng suối chảy xiết để một đứa con lớn bên này ẵm đứa con nhỏ mới sinh qua bên kia bờ suối, rồi quay trở lại để dẫn đứa con nhỏ đang chờ phía bên này. Thì khi nào ra giữa dòng suối thì thưa quý vị, có một con chim diều hâu từ ở trên cao xà xuống và bấu lấy đứa bé sơ sinh. Bhattacharya đang đứng dưới dòng suối không biết phải làm gì, định đưa tay gào thét lên, mong rằng cái âm thanh gào thét của mình sẽ khiến cho con chim sợ hãi bỏ xuống. Nhưng con chim vẫn tha đứa con nhỏ đi. Thì đúng lúc càng đưa tay gào thét như vậy thì cái đứa con lớn ở phía bên này tưởng đâu mẹ gọi mình, lại bước xuống dòng suối chạy đến mẹ. Và nước dòng chảy mạnh đó đã cuốn phăng đi đứa con thứ hai luôn. Thì chỉ trong một buổi chiều thôi, chồng chết, hai đứa con đều chết. Bhattacharya chưa bao giờ thấy rằng cả thế giới này như một bầu trời sụp đổ. Mình nghĩ rằng tối thiểu ẵm con về được cha mẹ chấp nhận, rồi tìm cách trở lại rước chồng về, năn nỉ cha mẹ, rồi gia đình đoàn viên. Không ngờ chỉ một buổi chiều thôi, ở giữa rừng sâu trong cơn giông bão, chồng chết, hai đứa con đều chết. Trong cái nỗi đau vô cùng đó thì Bhattacharya lại cố gắng luồn lách qua rừng sâu để tìm về đến ngôi làng của mình, và cuối cùng tìm đến. Thì thưa quý vị, khi nàng đến khu rừng đó thì gặp những người thân trong làng mới nói rằng con đã trở về và con muốn sẽ gặp cha mẹ hôm nay, không biết cha mẹ bây giờ có bình yên không. Thì một người đã chỉ cho nàng thấy rằng, tiểu thư, cô có thấy cái đám khói đang bốc lên ở xa xa kia không? Đó là cái nơi hỏa táng của những người bất hạnh trong làng này, là chết vì cơn bão tối qua. Và trong số những người nạn nhân chết thảm đó có cả cha và mẹ của cô nữa. Thì thưa quý vị, không ai có thể diễn tả hết nỗi đau cùng cực của một con người mà chỉ có trong một trận bão, và ở trong chỉ có trong một ngày 24 giờ ngắn ngủi mà một người phụ nữ trải qua quá nhiều, chồng chết, con chết, cha mẹ cũng chết. Bhattacharya không có chịu nổi được, trở nên điên loạn. Trở nên cuồng tâm loạn trí. Bhattacharya không còn nhớ mình là ai nữa. Vừa đi lang thang, vừa kêu gào, lúc cười, lúc khóc, thậm chí là xé nát mỹ của mình ở trong thành xã đấy. Nhưng mà thưa quý vị, con người ở đời này đó, nó có một điều là ngoài
những cái suy tư, những quyết định của cuộc sống, thì chúng ta còn có một thứ dung rủi cuộc sống của mình, đưa đẩy cuộc sống mình, đó là duyên nghiệp. Bhattacharya tuy rằng ở trong cái trạng thái cuồng tâm đoạn trí, xé nát y phục, nhưng mà rồi do cái túc duyên trong quá khứ, cái nghiệp lực, cái phước báo đưa đẩy, là để đi qua những con đường của thành xã vệ, nhưng mà rồi cuối cùng lại đến chùa Kỳ Viên. Mỗi người ở trong chùa, những cư sĩ đến chùa đang lắng nghe đến câu thuyết pháp, bỗng nhiên có một người nữ, một cụ nữ trẻ mà xé nát xiêm y lõa lồ, kêu gào như một người điên, và mọi người nhốn nháo lên, thì Đức Phật ngài nói rằng hãy để cho Bhattacharya đến đây. Người ta quăng vội cho nàng một cái mảnh khăn để tròn tạm, và trong cái pháp hội đó, ở trong cái năng lực đại bi tâm của Đức Phật, ở trong năng lực vì chánh nặng chánh giác, và trong cái phước của ngài, nàng tự nhiên nàng tỉnh lại, tự nhiên nàng cảm thấy hổ thẹn khi mà mình rõ lùi như vậy. Và khi được người ta quăng cho một tấm vải, thì nàng đã quấn tạm trên người mà chạy đến quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, vừa lại Phật mà vừa khóc, vừa muốn nói cho Đức Phật biết rằng mình khổ vô cùng, khổ tận cùng, mà khổ không còn nói thành lời nữa. Mặc dù Bhattacharya không gì với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật hiểu, và Đức Phật biết rất rõ Bhattacharya đang đau khổ cùng cực vì sanh ly tử biệt, vì trong một thời gian rất ngắn mà cả tất cả những người thân, đó là cha, là mẹ, là chồng, là con đều chết hết. Và Đức Phật ngài cũng không có nói dài dòng, Đức Phật ngài chỉ nói Bhattacharya một câu ngắn thôi: này Bhattacharya, con có hiểu rằng nước mắt mà con đã khóc vì sanh ly tử biệt đối với người thân của mình trong vô lượng kiếp nhiều như nước trong bốn biển không? Đó là câu hỏi của Đức Phật. Sư trưởng có biết câu là Phật xưa rằng nước đại dương ít hơn nước mắt sầu thương của người. Câu hỏi của Đức Phật rất là ngắn, ngắn lắm, nhưng mà đánh động cả bao nhiêu cái trí tuệ, đánh động cả bao nhiêu cái phước ba la mật, đánh động bao nhiêu cái phúc duyên đã tạo từ trong trường kiếp. Bhattacharya đã tỉnh ngộ và đã trở thành một tỳ kheo ni. Quý vị nào đọc Therikatha, tức là trưởng lão đi kể, thì chúng ta có đọc những cái giai thoại nói về 30 tỳ kheo ni đệ tử Bhattacharya, 500 tỳ kheo ni đệ tử Bhattacharya. Bhattacharya là một người đã đổ rất nhiều những người phụ nữ đau khổ thời bấy giờ. Thời xưa cũng như nay, không biết bao nhiêu người đau khổ. Và những người đau khổ đó, họ thường tìm đến Thánh Ni Bhattacharya như là một người đồng cảm, như một người đồng cảnh ngộ, như là một người đã trải qua, để tìm cái sự cứu giúp. Bhattacharya đã cho họ những lời khai thị, như là Đức Phật đã khai thị chính mình. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe lại ba câu chuyện này. Câu chuyện của Bhattacharya, câu chuyện của đạo sĩ Bahiya, câu chuyện của Hoàng Phi Thê Ma. Họ xuất phát không giống nhau, căn cơ không giống nhau, cái nhìn cuộc sống không giống nhau. Nhưng mà cuối cùng thì họ đạt đến một điểm giống nhau, đó là hiểu về sự thật. Sự thật đó, Hoàng Phi Thê Ma hiểu rằng cho dù người đẹp, người xấu, người già, người trẻ, nam, nữ trong cuộc đời sanh ra, thì chung cuộc rồi. Nếu sống thọ thì có già, rồi phải bệnh, rồi phải chết. Cho dù sắc đức hương trời, cho dù địa vị cao tới đâu, và cho dù cuộc sống hạnh phúc thế nào, rồi tất cả cũng sẽ đối diện với vô thường. Bởi vì á,
Thì từ cái ảo tưởng mình là một vị thánh, một vị A-la-hán, đã được Đức Phật Ngài chỉ cho thấy rằng không phải riêng cái nhận thức là A-la-hán đã sai rồi, mà cái chấp thủ rằng đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, nó là cội nguồn của tất cả đau khổ. Thật ra nó chỉ là một hư cấu thôi. Đến lúc nào đó, đó, một con người sống chỉ biết thấy, chỉ biết là thấy, nghe, chỉ biết là nghe, thọ tưởng, chỉ biết là thọ tưởng, thức tri, chỉ biết là thức tri. Thì người đó, kỳ thật, có thể nếm được sự thật của giác ngộ giải thoát. Bhattacharya, từ cái nỗi đau cùng cực của kiếp sống, từ những điều gọi là muôn vàng cái bất hạnh cùng nhập lại ở trong một cái thời gian rất là ngắn, Bhattacharya nghĩ rằng bầu trời sụp đổ không còn còn gì trong cuộc đời này để giúp cho mình có thể đứng dậy nổi, đến đổi trở thành điên loạn. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã cho Bhattacharya thấy rằng mình khóc nhiều vì đau khổ không có nghĩa là mình hiểu sự đau khổ. Đau khổ không vơi đi vì nước mắt, bởi vì chúng ta đã khóc từ vô lượng kiếp. Nước mắt nhiều như nước biển. Đau khổ không thể chấm dứt vì sự than thở, vì cái sự sầu muộn mà đau khổ. Nó chỉ thể chấm dứt khi chúng ta nhận ra bản chất cuộc sống nó là như vậy. Bản chất cuộc sống là như vậy. Sau này, thưa quý vị, có một số người gặp cảnh ngộ rất là đau khổ. Thì Khéo Ni Bhattacharya đã nói một bài kệ. Bài kệ đó chữ Tăng thường tụng hiện đang. Đó là tự tánh vô thường, có sanh phải diệt, không có phân sớm làng, gia tộc quốc đội ba cõi nhân thiên. Tự tánh khổ não bất toàn bất toại, phổ cập pháp giới không phân sống làng, gia tộc quốc độ ba cõi nhân thiên. Tự tánh vô ngã vô chủ vô quyền, phổ cập pháp giới không phân sống làng, gia tộc quốc độ ba cõi nhân thiên. Có một lúc nào đó tất cả chúng ta sẽ nhận ra rằng có những cái sự thật của đời sống, có cái bản chất của đời sống, và bản chất đó không phải chỉ riêng cho ông A, riêng cho bà B, riêng cho mình và riêng cho người khác. Thí dụ bỗng nhiên nước trong nhà chúng ta bị cúp, mà mỗi người cũng sống bình thường, thì chúng ta bực bội kêu lên rằng tại sao mỗi người đầy đủ nước ở trong nhà mà tôi bị cúp nước. Nhưng khi một trận bão tuyết đến, chúng tôi đã từng sống qua là không phải một thành phố Houston bị cúp nước mà cả tiểu bang Texas bị cúp nước, không phải nơi bị cúp điện cả tiểu bang Texas bị cúp điện. Và có lúc nào đó chúng ta thấy rằng cuộc sống là như vậy đó. Trời hôm nay rất là đẹp. Trời đang vào thu ở tại Houston. Nắng ấm, trong, thanh khí mát mẻ. Nhưng mà có những ngày Houston nóng bức, có những ngày Houston lạnh buốt. Nhưng nó là như vậy. Mình gào thét cũng như vậy, mình hiếm cũng như vậy. Mình làm những như vậy tại thời tiết. Thời tiết có khi nóng khi lạnh, mây có khi bay trên trời, có khi biến mất hoàn toàn không có. Chúng ta làm gì, cuộc sống là như vậy. Và một khi chúng ta phản đối ầm ĩ, chúng ta muốn cuộc sống phải thế này, đừng như thế kia, thì cái khổ nó đến từ cái thứ chúng ta đòi hỏi nó phải khác hơn sự thật. Và điều này là điều khó, bởi vì Đức Phật dạy chúng ta một điều, đó là chúng ta phải thắp sáng tuệ giác, phải hiểu, phải thấy, thì chúng ta mới chấm dứt được những cái chấp sai hiểu lầm. Và chấp sai hiểu lầm chính là cội nguồn của đau khổ. Nhưng mà nói đơn giản như vậy, chứ mỗi chúng ta đều có căn bệnh riêng. Là chúng ta nói rằng 100 cái khổ trong cuộc đời thì không có khổ nào đúng với khổ nào. Và chúng ta cũng dựa trên câu nói thì chúng ta có 100 cái UV cuộc đời, không có UV nào giống UV nào hết. Và bởi vậy khi mà Đức Phật khai thị chúng ta, Ngài phải sử dụng rất nhiều phương tiện.
Thì thưa quý vị, đó là bài học của tuần này. Chúng ta còn hai bài nữa nói về phương tiện giáo hóa. Chúng ta lựa ra 12 câu chuyện, 12 cái giai thoại để chúng ta nói về những cái thí dụ đặc trưng cho khóa của Đức Phật. Và qua đó chúng ta hiểu được cái phần nào lòng bi mẫn vô lượng vô biên của Đức Phật đối với chúng sinh trong cuộc đời. Đức Phật không cần về chúng ta hết. Ngài chỉ có một lý do duy nhất mà Ngài phải cực khổ với chúng ta. Đó là lòng đại bi của Ngài. Và thật sự khi chúng ta đọc lại chuyện xưa thì chúng ta học lại được rất nhiều thứ, học lại được nhiều lắm. Nếu chúng ta chịu khó học, nếu chúng ta chịu khó lắng tâm và mong rằng những lời dạy của Đức Phật tuy rằng rất xa xưa, hôm nay đối với chúng ta cũng là khó tàn, quý bao. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây về phần 1 của đề tài điện giáo hóa của Đức Phật. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua thảo luận của chư tăng. Thứ nhất, xin kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Và thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có ở trước máy, dạ, xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ có vài lời cho buổi học ngày hôm nay. Kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch cho từng bước, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một phần của cái chủ đề giáo hóa nhiều phương tiện trong cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta học với ba câu chuyện. Ba câu chuyện này nó có cảnh ngộ khác nhau. Hoàng Phi Khê Ma là một người không hề có cái sự khổ. Vì là Khê Ma là một hoàng phi của vua Bimbisara, sống trong dung lụa giàu sang, lại có sắc đẹp. Và tự mãn với cái nhan sắc của mình. Cho nên nàng, mặc dù khuyến khích hãy đi đến đảnh lễ Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà nàng hoặc khi ma thì rất mặc cảm với cái sự thật. Không muốn nghe Đức Phật này thuyết pháp nói về cái sắc đẹp vô thường biến hoại này, bởi vì nàng rất là yêu thích sắc đẹp. Đó là hoàn cảnh. Hoàn cảnh thứ hai là của đạo sĩ Pahiya. Darucharya Pahiya là một vị đạo sĩ bất đắc dĩ, cũng không phải là khổ. Mặc dù bị chìm thuyền
trôi dạt vào một cái đảo quan, rồi không có y phục, dùng cái vỏ cây bệnh lại, mà đa rú là vỏ cây bệnh lại để mà mặc che thân, ăn với quả cây rừng. Khi mà dân chúng ở đó đi vào rừng hái củi, họ gặp được một người tương đối là có một cái tướng mạo cũng khá, bởi vì Bát Giá là một thư buôn mà, cho nên cũng không phải là một người quá nhiều cái sự đau khổ, mặc dù không có sang trọng quý phái như là hoàng phi Khê Ma, nhưng mà đạo sĩ Bát Giá lại bị cái ngộ nhận. Thoạt đầu thì hơi e ngại khi người ta gọi mình là vị A-la-hán, nhưng dần dần rồi thì Bát Giá lại ngộ nhận luôn. Mai giờ có một vị chư thiên, một cái vị trời vốn là quý thuộc quá khứ, đến mất bảo và khuyên vị này hãy đi tìm Đức Phật. Vốn có căn cơ nên Bát Giá vẫn muốn trở thành một vị A-la-hán thật sự, chứ không phải là A-la-hán giả danh như bây giờ. Thì hoàn cảnh của Bát Giá thì không đến nỗi, nhưng mà cái hoàn cảnh của câu chuyện sau cùng là hoàn cảnh của nàng Patachara. Hoàn cảnh đó thật khốn khổ. Một người phụ nữ mà phải chịu nhiều cái sự khổ đau, chồng rồi hai con chết, rồi cha mẹ chết cùng trong một ngày, và cái khổ nhất là ở giữa rừng sâu, mưa gió lạnh lẽo, đầy cái hiểm nguy, một thân một mình, chồng bị rắn cắn chết, đang phải cưu mang hai đứa con. Như đến khi đi ngang qua dòng suối, đứa con bên này bị dừa hô tha, còn đứa con lớn ở bên kia thì đã nhảy ầm xuống suối và bị nước cuốn trôi cũng chết. Trong cái hoàn cảnh đó thì là hoàn cảnh bi đát nhất trong ba câu chuyện, mà không, chắc có lẽ là ở trong chúng ta đó, mỗi một người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì cái điều chắc có lẽ có thừa cận ý duyên, cái xúc động
nhất của chúng tôi là khi xưa khi mà chúng tôi đọc về cái câu chuyện của nàng, cuộc đời của nàng Bhattacharya, đau khổ đến thế là cùng. Nhưng mà khổ đau biết là khổ đau, nhưng mà vẫn chưa hiểu được cái sự thật về cái sự đau khổ đó. Cái đó là cái bệnh chung của tất cả chúng ta. Có thể là người Phật tử chúng ta mỗi khi mà đọc những cái câu chuyện về cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, chúng ta luôn luôn phải lắng nghe cái tâm tư của mình, cảm nhận sâu sắc ở cái câu chuyện nào, là chúng ta biết rõ là cái thường cận y duyên của chúng ta thích hợp với nó giống như cái hoàn cảnh đó, để chúng ta cố gắng nhớ được cái lời của Đức Phật dạy ở trong cái hoàn cảnh đó mà chúng ta tu tập thì ắt có hiệu quả hơn. Cái điều này không biết chúng tôi nói vậy mà quý vị có hiểu được không, chứ không phải là chúng ta đọc một cái câu chuyện qua giống như câu chuyện cổ tích, đọc rồi thôi bỏ, không có để ý. Thưa quý vị, sẵn chúng tôi chia sẻ với quý vị hai vấn đề. Một bài kệ mà Đức Phật Ngài thuyết cho Bahiya nghe, ở trong cái bản kinh mà Thượng Tọa Giác Đẳng lấy ra để mà trình bày cái bài kệ mà Đức Phật dạy cho Bài Giá. Dithe dithamattang phawisati sute sutamattang phawisati mu te mu tâm nhất mu tâm bát tăng phật quyết tý quy nha te quy nha tâm mắt tăng phật quyết tý. Thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, và suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ. Ở đây chúng tôi giải thích cái chỗ này chút, vì cái bài kệ này đó Ngài Bố Thất Vô Xá Ngài cũng đã giải thích qua cái tác phẩm Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo. Khi mà nói đến bài kệ bốn câu này thì chúng ta phải hiểu đó là tới sáu cái giác quan này. Thị giác là cái biết của mắt, khi thấy chỉ biết là thấy, đó là thuộc lĩnh vực thị giác. Khi nghe chỉ biết là nghe,
Học ở trong tâm pháp thì chúng ta biết rằng là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ nó bắt cảnh mà không chạm. Ngày hôm qua chúng ta mới vừa học đó. Do đó cho nên để riêng ra. Còn cái mũi, ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó thì thu cảnh, bắt cảnh mà chạm, cảnh mà chạm. Do đó cho nên sạch chữ bốn tát. Chữ bốn tát ở đây chúng tôi không hiểu tại sao ở trong kinh Tạng mà Ngài Hòa Thượng Ngài dịch là thọ tưởng, chúng tôi không biết tại sao cái chữ đó là khi thọ tưởng, biết là thọ tưởng là sao. Chữ thọ tưởng nó nghĩa khác. Thí dụ như nhập diệt thọ tưởng định thì thọ tưởng đó là quê đó di tác sanh nha nia rô thác samapati. Còn ở đây hoàn toàn chữ bút tá nó không liên hệ gì đến cái chữ quê đây tác sanh nha hết. Mà chữ bút tá ở đây đó là một cái biểu hiện của khứu giác, vị giác và xúc giác, là nói đến cái tính chất của ba giác quan đó. Còn cái câu đầu Đức Thế Đức Thích Phát Tăng Phong Quýt Tí là nói đến thị giác. Còn câu thứ hai Sư Tâm Bát Tăng Phong Quýt Tí là nói đến thính giác. Một cái câu cuối cùng Quynh Nha Tê Quynh Nha Tâm Mắt Tăng Phong Quýt Tí là giác quan thứ sáu, tức là cái tư duy, cái sự suy nghĩ. Chúng ta nhớ cái chỗ đó, nhớ rõ như vậy, hiểu rõ ý nghĩa đó thì chúng ta mới đem áp dụng cái bài kệ này vào trong thiền quán chúng ta được, chứ không phải là chúng ta đọc xuông qua. Nếu mà khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi thọ tưởng chỉ biết là thọ tưởng, cái suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, thì trong trường hợp này đó là chúng ta sẽ không có nhận được khi thọ tưởng chỉ biết là thọ cháo. Do đó ở đây là một cái bài kệ mà chúng ta phải chú ý trong cái việc mà quán chiếu bình sát, in sát về sự thấy nghe ngửi nếm được. Đức Phật Ngài chỉ gom lại có bao nhiêu thôi. Và cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái câu chuyện của nàng Bhattacharya đó. Thoạt đầu khi mà nàng trở nên điên loạn, khi đi đến gặp Đức Phật trong lúc Ngài đang ngồi thuyết pháp giữa hội chúng, thì do cái quy lực của Đức Phật cho nên nàng đã tỉnh táo lại. Và người ta thảy cho nàng một cái tấm choàng để nàng choàng kín mình lại và nghe Đức Phật là thuyết về cái nỗi khổ đau của cuộc sống. Rồi nàng chứng quả Tu Đà Hoàn, mới chứng quả dự lưu thưa quý vị. Sau khi chứng quả dự lưu xong đó, nàng mới sinh xuất gia tỳ kheo ni. Và một hôm trong lúc mà rửa chân đó thì những cái giọt nước mà từ ở trên tay của nàng nó rớt xuống dòng nước,
và nó tan biến, thì nàng mới cảm nhận được cái sự sanh diệt của pháp hữu vi. Đời có thịnh, có suy, có hưng vong, luôn luôn có cái sự thay đổi. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài dùng thần thông, Ngài xuất hiện và Ngài đọc lên một bài kệ mà nàng Tỳ Kheo Ni Pattachara chứng A La Hán. Cái bài kệ đó rất là quen thuộc. Vô và chát sát sát tăng chi vê A Pát Săn Ô Phật Giấc Bà Văn Ô Đà Giấc Bà Văn Ê Ca Hàng Chi Vê Tăng Sê Vô Bát Sà Tô Ô Đà Giấc Bà Văn. Người sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sớm một ngày thấy được pháp sanh diệt. Ngài thuyết lên bài kệ để xác nhận cái tư tưởng nàng suy nghĩ là đúng, và Ngài khuyến khích để cho tuệ quán của vị Tỳ Kheo Ni đó được phát triển lớn mạnh, và nàng Pattachara liền chứng A-la-hán quả và đảnh lễ Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu những cái câu chuyện như là câu chuyện của nàng Kisangotami, quý vị. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp của, thì nàng chỉ chứng quả dự lưu sau khi bỏ xác đứa con vào trong tham ma bồ địa. Thì nàng Kisangotami đi đến Đức Phật và được nghe Đức Phật thuyết một cái bài kệ khác, rồi nàng được chứng quả dự lưu, sinh xuất gia xong. Rồi một hôm nàng thắp cái ngọn nến, nhìn cái ngọn nến nó leo lét, lúc mờ lúc tỏ, và nó dễ dàng dập tắt lúc nào, nàng mới quán thấy rằng chỉ có niết bàn là mới thật là an ổn, bởi vì nó là bất tử. Thì khi đó đó, Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện, Ngài đọc lên bài kệ: dù sống cả trăm năm, dù và trái sát tăng chi quê à phát sanh mà tăng và đăng, không thấy lỗ bất tử, tức là không thấy niết bàn. E ca hàng chi quê tăng xây vô, là tốt hơn sống một ngày bát sà tô âm ba tăng quan đăng thấy đạo lộ bất tử. Nàng nghe xong câu đó nàng mới chứng A-la-hán. Chúng ta muốn rõ biết cái sự kiện này đây, chúng ta tìm đọc ở trong câu chuyện về Pháp Cú Kinh, câu chuyện Pháp Cú Kinh, chú giải Pháp Cú Kinh, thì chúng ta sẽ rõ những cái giai thoại. Lúc đầu để nhập môn, bước vào cái dòng thánh chức, những nhân vật đó nghe cái bài kệ nào, và sau khi xuất gia trở thành Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, rồi Đức Thế Tôn đã thuyết cho nghe cái bài pháp nào để chứng A-la-hán, thì đó là gì? Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trong thời gian Thượng Tọa Giác Đẳng soạn câu thảo luận. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam Mô Bổn Thầy. Yes.
xa cái kinh Di Tập Thế Sư. Thứ gì nhờ, một điểm rất là đã quan hệ ở trong rung của chúng ta đó, ở trong lớp học của chúng ta đó là có Thượng Tọa Thế Sư. Đôi khi ngồi nghe Thượng Tọa Thế Sư thuyết pháp đó, chúng tôi nhớ lại cách đây mấy mươi năm về trước, khi mà nghe các vị trưởng lão thuyết pháp ở các ngài hãy nhắc lại những câu Phật ngôn, và những câu Phật ngôn thì được đọc lên với ý nghĩa tiếng Việt nhưng mà có phản ngữ trong đó, và những câu Phật ngôn này chúng ta lại được nhắc về những câu chuyện, những giai thoại ở trong các bản kinh, nhất là kinh Pháp Cú. Có thể nói rằng đã là một cái chất liệu nuôi sống cái sự suy tư Phật Pháp của Chư Tăng ở trong rất là nhiều thế hệ. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục gìn giữ như vậy. Thượng Tọa Pháp Tân hay Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Khoan Hỷ chia sẻ một câu thảo luận sau cái lời giảng của Thượng Tọa Thế Sư. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân nghe được không? Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa Thế Quyền có nghe được không? Dạ. Thì tôi tự quyền nghe. Đối với phần đông chúng ta đó, thì đau khổ là cái gì không ai muốn hết. Nhưng mà Thượng Tọa tự quyền có bao giờ thấy rằng qua kinh điển đó, thì những khi mà chúng ta gặp nhiều cái đau khổ cuộc sống lại là lúc chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận Phật Pháp từ một cái góc nhìn sâu sắc hơn, dễ hiểu hơn. Thì tôi có thấy như vậy không? Nhất là kinh bản thân trong đời sống của mình. Xin kính thỉnh thì tôi tự nguyện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Giá Nam Mô Tham Ma, Giá Nam Mô Sơn Khai, Giá Giá Thưa Đại Chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Tự Y cùng Đại Chúng. Chúng có kinh đề đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng ta kinh đề đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tổ Giác Đẳng, Thượng Tổ Pháp Tân, Thượng Tổ Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri Đức, Tự Đức, Đại Đức Sư Nguyên Thâm, cùng Giáo Tăng là hiện diện, Thánh Cha Lãnh Quý Tôn Nơi, cùng Sư Phật Thứ. Và quả thật, có thể nói rằng, là một người đau khổ, khi mà bị đau khổ nhưng không hiểu về cái giáo lý nhà Phật ấy, thì họ đau khổ vô cùng và không có hướng đi, không có lối thoát, đưa đến tuyệt vọng. Nhưng có thể nói rằng một người mà hiểu được Phật Pháp ấy, chuyện đau khổ đúng như vậy, nó là một cơ duyên tốt để chiêm nghiệm, để quay về, để xác lập lại cái lời Phật dạy. Ai cũng nghĩ rằng ta khỏe, ai cũng nghĩ rằng ta còn nhiều điều kiện, ai cũng nghĩ rằng ta còn nhiều cái sự thuận duyên thuận may, vân vân. Nhưng điều với cuộc đời này, cái sự vô thường, cái mặt tuổi thọ của mạng sống, và cái chuyện bệnh hoạn, cái chuyện không vừa lòng, nó xuất hiện bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể đón và phân kỳ phân ly được. Thì khi một người hiểu biết được, có cái nếu như một người hiểu biết được Phật Pháp thì một cơ duyên tốt. Và nếu như một người mà từ đó, từ cái sự đau khổ này, là một, chính xác là một cơ duyên để hiểu biết Phật Pháp. Khi người ta phải mất đi, xa người thân, trôi xa những tầm tay với những gì mà họ đang có, đang hiện hữu, bây giờ nó mất đi, thì đó cũng là một duyên khởi để mà ta quay về. Sở dĩ mà
đạo Phật tồn tại cho đến ngày hôm nay. Một trong những cái niềm đau nỗi khổ mà giá trị tinh thần của giáo nghĩa giáo điển đã dung chứa và che chở để họ vượt qua trên tinh thần lời Phật dạy là như thế. Chúng ta biết từ cái duyên khi người thân của chúng ta mất mát, rồi chúng ta mới biết lo, biết hiểu, biết chợt nhận ra, và mới biết tin tưởng, mới biết nhận rằng cuộc đời này quả thật là nó vô thường, nó không như ý mình được. Phật đã dạy đúng. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng một trong những duyên khởi mà quý vị vào đạo, mà hiểu được đạo, đi trên con đường đạo, đó chính là tự thân của chúng ta, mỗi người chúng ta cảm nhận được sự đau khổ nó đã hiện hữu. Và từ cái sự đau khổ đó mà tất cả mọi người cần thiết phải tầm cầu, cần thiết phải có một cái lý tưởng, một cái ý tưởng để chúng ta thoát khỏi cái khổ này, hay ít nhất cũng là chặn đứng được, nhất cũng là buông bỏ được, ít nhất cũng là hiểu được cái khổ mà mình phải đối diện, phải chết. Thương phải xa, ghét là phải gần. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương thế, ta vừa làm không bao giờ mà có thể tránh khổ được. Đó là sự thật. Rồi từng người đưa nhau đến tha ma mộ địa, từng người đưa nhau đến đại hòa tán, vân vân. Đó là chắc chắn. Thì đó chính là những cái hiểu biết được, những cái cơ duyên đó, những xúc tác đó mà chúng ta có hiện hữu cho tới ngày hôm nay ở trong tinh thần Phật Pháp. Và khi hiểu được như vậy thì hiểu được cái cơ duyên đó, hiểu được cái, và từ đó nó xúc tác đến chúng ta mới ý niệm được cái vô thường. Thật dạy, cái gì vô thường thì cái đó khổ đau, mà cái gì khổ đau thì tại sao chúng ta phải quá là mệt mỏi khi mà chúng ta phải cầm giữ, ôm ấp và nắm cầm một cách hy vọng và chắc chắn là nó tốt, nhưng nó đi, nó vẫn đi, nó bay, nó vẫn bay, nó vẫn bị, vân vân và vân vân. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì chính xác như vậy đó. Cái duyên đau khổ đó, nó hay là cái sự đau khổ đó là một cơ duyên để chúng ta hiểu biết được Phật Pháp, đến gần kề Phật Pháp như là Bhattacharya chẳng hạn. Dạ, kính bạch thượng tọa, không có điều trình trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính kính lên thượng tọa cũng nghe nó một bức thời gian. Kính thưa thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân nghe được, xin kính thưa thượng tọa Tân trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin đi khỏi thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Ông đã thấy thượng tọa Tân rồi. Thưa Pháp Tân, chúng ta đọc ở trong kinh đó, thấy rằng có nhiều vị ở trong kiếp chót đắc đạo chứng quả A-la-hán, và khi đắc đạo thì trở thành những bậc đại thần thông như là ngài Chu La Bành Thất Cát, hay là trở thành một bậc đại trí tuệ như là Hoàng Phi Khê Ma. Nhưng mà trước khi đắc đạo chứng quả đó, thì đôi khi là chúng ta không thấy vị đó có một cái tuệ giác thể hiện có xuất sắc. Thì Đạo Pháp Tân có nghĩ rằng rất là khó để chúng ta đánh giá được cái căn tánh trí tuệ của chúng sanh trong đời này hay không? Không biết là một người đó, mình thấy rằng họ phải là thông minh xuất chúng, thì về sau này họ mới đắc đạo chứng quả cao, có phải như vậy không? Thì xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa thực. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp.
Kính đến lễ thượng tọa giác đẳng tập tự viện tâm minh hạnh tế đức sư tế đức tế tri sư minh thông cùng chư tăng, chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Con nghĩ rằng trong cái đời sống của mỗi người đó thì sự thật ra là khi mà mình đời sống hàng ngày đó thì nói rằng cái người đó nhanh trí thông minh thì nó cũng có những sự biểu hiện nhất định, biểu hiện nhất định. Thì cái điều đó nó cũng nói lên một phần nào đó thôi, chứ không thể nói là nói hết hoàn toàn. Nhưng mà phải nói rằng đối với căn tánh của mỗi người đó thì nó có những cái biểu hiện nhất định, không phải là hoàn toàn đến khi mà vị ấy giác ngộ thành bậc thánh thì mới biểu lộ một cách rõ ràng. Nhưng mà đối với lại các cái bậc thánh, mỗi một vị mà có cái khả năng riêng biệt đấy, khả năng riêng biệt, thì cái điều đó phải nói rằng là cái công phu tu tập của các ngài nó rất nhiều, của các vị ấy rất là nhiều, nhờ cái sự viên mãn tu tập, viên mãn tu tập. Vì từ cái việc mà gặp được một vị chánh đẳng chánh giác khai thị, rồi nhờ đó mà bởi vì Đức Phật chánh đẳng chánh giác á, các ngài hiểu được cái căn tánh, biết được cái khuynh hướng và cái khả năng chuyên biệt của mỗi vị, và từ đó thì Đức Phật ngài mới khai thị. Ví dụ, nhờ cái sự hiểu biết được cái căn tánh hay là khả năng chuyên biệt của mỗi vị đó, cho nên Đức Phật ngài khi mà ngài thuyết pháp thì ngài cũng dựa trên cái căn tánh đó mà ngài đã làm cho nó cái vị ấy giác ngộ được. Từ cái việc mà cái khả năng riêng biệt của mỗi vị, cho nên là mình thấy đây đó, con thấy rằng đây đó có mỗi một vị, tuy rằng là trong đời sống hàng ngày thì mình thấy nó hết sức là bình thường, nhưng mà rồi đó là đến lúc mà được Đức Phật khai đó thì những vị đó mới có thể rằng phát huy hết cái khả năng của mình, từ đó nó mới có cái khả năng chuyên biệt đó. Do vậy đó thì cái điều đó không phải là tự nhiên mà các ngài có, bởi vì cái sự chuyên biệt đó đó, đặc biệt đó đó, là do cái công hạnh của mỗi vị, cái công hạnh của mỗi vị, mà từ đó mà các vị mới có thể rằng có được cái khả năng đó. Bởi vì như vậy đó, cho nên là trong cái đời sống của các cái bậc thánh thì nó có cái chung nhất, cái chung nhất là khi mà dỗ thì các ngài đoạn trừ những cái phiền não hoàn toàn, rồi cái tri kiến của các ngài nó hoàn toàn thông suốt, hiểu được vạn pháp trên cuộc đời này, biết rõ được vạn pháp trên cuộc đời này, thì đó là cái chung nhất. Nhưng mà cái chuyên biệt thì con nghĩ rằng là cái khả năng của mỗi vị, từ các cái vị công hạnh đó, từ mỗi một công hạnh riêng biệt thì cái khả năng riêng biệt đó thì con nghĩ rằng do cái sự quân tu của mỗi người khác nhau, mỗi người khác nhau. Và chỉ có Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác thì các ngài mới có thể khai thị được điều đó và làm nên cái tính chất nổi trội giữa hội chúng hay giữa bao nhiêu người, để rồi các ngài có cái khả năng đó. Cho nên rằng là từ cái việc mà
trí tuệ hay là thần thông, hay là về khổ hạnh, hay là về đa văn quảng kiến, hay là thuyết pháp, thì tất cả những điều đó thì con nghĩ rằng một là do cái hạnh nguyện, hạnh nguyện mà các ngài đã nguyện từ xa xưa, cộng thêm cái nỗ lực tu tập mà tạo nên cái sự chuyên biệt đó. Và vì vậy cho nên là mình, con thấy rằng các vị thánh mỗi vị có một cái công hạnh riêng biệt, và từ đó mới nói lên cái Phật pháp này. Phật pháp này hoàn toàn là do cái sự nỗ lực của cá nhân, và được cái sự khai sáng từ nơi Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, mà các ngài đã làm được. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú. Kính thưa thượng tọa pháp tịnh. Chúng ta có thể nhìn thấy một điều rằng ở trong đời sống có những người họ làm được những chuyện rất là lớn, nhưng mà họ lại là một người bỏ học nửa chừng. Có những người rất là giàu mà cái lúc họ phải đi rửa chén, làm những công việc lao động rất là vất vả. Bhattacharya trong câu chuyện này là một tiểu thơ, mà nếu theo nhìn cái nhìn của nhiều người làm tiểu thơ hư hỏng rồi là bỏ nhà theo trai. Chúng ta nghe nói Angulimala là một người cuồng sắc, Appapali là một kỹ nữ, và nhiều câu chuyện nữa. Thì thưa quý vị, trên chuyện giác ngộ giải thoát đó, và chúng ta thấy rằng trong kinh cho chúng ta nhiều cái hình ảnh. Những hình ảnh đó không nhất thiết là một người tốt là phải tốt từ ban đầu, mà sự giác ngộ chúng ta thấy ở trong rất nhiều hạng người. Và vì vậy chúng ta sống thì nên giữ cái tâm của chúng ta tương đối là cởi mở, đừng quá có thành kiến, định kiến một người nào đó. Không có ai làm sai một điều gì là làm sai mãi mãi, không có ai làm giỏi điều gì sẽ giỏi mãi mãi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có giáo trình kinh tương ứng chế trình bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Thượng Tọa Tuệ Nguyệt. Kính Đại Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhà sa thấu lần hai, chúng con thành kính tri ân vị chư tôn đức tăng. Nhà con xin thay mặt cho đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân vị chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để cho toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cấp bậc của ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yam kim chim phu sa la ca mang ca pa pa giri yam ma ma ca ye da va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye pa pa sa ni do a ti ye ya sa pa sa ni do ca tang ku ye pa ma va ya sa ti pa ki pa va su te ye tang ca tang su li tang ye tang ku ye pa ma va ya ye ca pa Anacchāhanti-deva-tattva-vipeca-yum-sa-pe-lokam-vi-e-sa-sa-chi-vanta-hāra-ne-tukkha-mato-ścāma.
chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy cô thân nhân hiện tiền qua ban cho Phật được chuyển cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm quan thị bảo tiền cấm xa cầu cho mưa thuận cho pháp hưng được thiên nhà gia thương chúng sanh ba cõi sau đường cho nhờ phẩm bảo tồn mang căn nghiệp thân tư cầu ý thân hóa thân cũng hóa vì nhân Thank you.